Wow, mẹ chăm nom cho hai cho con mình giỏi quá ha con à. Đồ xào bò nè, kim chi nè, súp nè, súp bổ nè, đồ kho nè, kho trứng, kho thịt nè, rồi xào đậu que với trứng nè, rồi thịt ram nè. Oh my god, đây là ba và con sẽ ăn một bữa no nê, một bữa no nê nha. Nhâm mi không con? Ồ. Bella là một cô bé học rất là giỏi. Hôm nay đi học, đi trường học, nói chuyện với cô giáo của Bella, và Bella bây giờ đã vượt lớp 2 rồi. Chưa hết cuối năm, còn 3 tháng nữa mới hết cuối năm mà Bella đã học qua lớp, ba rồi, mới mà học lớp 2 mà đã học lớp tới lớp 3 rồi, giỏi chưa? Ông ngoại phải phải hãnh diện với Bella nha, proud lắm nha, rất hãnh diện.